bác ơi. Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng giới thiệu cho các bác tham khảo một dòng loa bát 50 chuyên dụng cho các bác nào mà làm loa kẹo kéo, chơi sân vườn. Đấy, dòng này thì bên cửa hàng nhà em mới về mẫu nên là lên sóng luôn giới thiệu cho các bác. Dòng này giá siêu rẻ các bác nhé, anh em thợ lấy số lượng. Nhất là những các bác ở trong miền trong chơi sân vườn lắp loa kẹo kéo thì mẫu này phù hợp cho các bác luôn. Cái này của em nó là 8 ohm các bác nhé. 8 ohm một cái loa này công suất nó rơi vào tầm khoảng là 500W các bác nhé. Bát 50 loa kéo côn 65 các bác ạ. Nhìn rất là chất, còn này tiếng siêu sáng luôn các bác nhé, rất hay. Gân vải ba gân này, màng xếp đi lượn sóng, màng đen và nón đen các bác nhé. Cái này chuyên dụng cho các bác làm loa kéo này. Hoặc bác nào mà dùng loa 50 mà cần cái loại mà như thế này thì nhắn tin em con này xương sắt các bác nhé. Đấy. Con này là mặt tê của nó màu trắng này, quá chất luôn các bác ạ. Con này từ 170 các bác nhé. Từ 170, từ dày kẹp lỗ bích kép dày, nói chung là bên em bán cho các bác là chọn cho các bác là cao cấp luôn. Và dùng về các bác phải hay và bền luôn các bác nhé. Từ 170 côn 65 các bác nhé. Nhện vàng côn 65, lưu ý trong côn 65 đấy, rất phù hợp lý tưởng cho các bác làm loa kéo rồi. Ok chứ các bác? Cặp này cực rẻ. Bác nào mua một cái em cũng bán nhá, để cho các bác về làm loa kéo kéo. Quay trở lại đi, em test cho các bác nghe chất âm nhá. Tiếng rất là nét các bác nhớ. Thôi có lẽ em test một đoạn nhạc ngắn thôi. Đoạn video phần 2 em sẽ lên thùng, em test trên thùng cho bác xem. Bác nào muốn theo dõi phần 2 ấn đăng ký kênh nha anh em thợ lấy số lượng, các bác mua xỉ lẻ liên hệ em nha, giá cực rẻ. Đấy, cứ liên hệ em các bác nhá. Hôm nay em xin dừng video. Hẹn gặp lại các bác ở video ở giới thiệu sản phẩm lần sau nhá. Video này mà hay các bác nhớ ấn like, bấm chia sẻ và cho nhà em một lượt đăng ký kênh các bác nhá. Cảm ơn các bác rất nhiều.